Xin chào cả nhà. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với video số 1, video đầu tiên trong chuỗi series video. Mình và anh Tuấn sẽ hướng dẫn cho các bạn phương pháp luyện tập cây kèn điện tử AKEW. Khi mà các bạn mua cây sáo này về ấy, thì mình mở cái hộp ra, khui cái kèn ra. Cái việc đầu tiên chúng ta cần làm đấy là chúng ta có thể nắm được những cái thao tác cơ bản quan trọng nhất trên cây kèn, cũng như là cái tư thế và các nút bấm trên các nút bấm cơ bản trên cái cây kèn này. Thì bây giờ xin mời anh Tuấn để giới thiệu cho tất cả các bạn về cái phương pháp này. Vâng, và đó cũng chính là cái những cái bước, những cái thao tác đầu tiên để trước khi chúng ta đi vào luyện tập theo một cái lộ trình theo series mà mình và Khắc Việt đã xây dựng. Và ngay sau đây thì mình sẽ hướng dẫn các bạn những cái thao tác đầu tiên để trước khi chúng ta tập luyện. Vâng, và khi mà mọi người cầm cái kèn này về bóc hộp ra thì cảm quan chúng ta đó là thấy tại sao cái nhạc cụ nó lại nhiều phím như thế này. Thế bây giờ sử dụng nó như nào, nó thậm chí là có cả những phím bằng kim loại và những cái phím này lại bằng nhựa. Thì bây giờ không biết sử dụng như nào cả. Thì mình sẽ hướng dẫn các bạn từ những cái bước đầu tiên cho đến khi các bạn làm quen được với những cái phím bấm ở trên cái cây AKEW này. Thì hai cái dòng này bản chất về phím bấm nó là giống nhau. Thì trước tiên chúng ta mua về chúng ta phải tìm được cái nút nguồn của nó. Đó, trên cây solo thì đã có nút nguồn. Việt sẽ thị phạm cho các bạn về cái nút nguồn của solo. Và mình sẽ sử dụng cây AKEW 5000. Thì ở trên cây AKEW 5000 thì chúng ta sẽ bấm vào nút nguồn, giữ khoảng 2 giây, sau đó các bạn nhả tay ra. Thì sau khi đèn nó sáng, đèn sáng báo sáng là cây AKEW của chúng ta đã được khởi động, được chưa? Và khi chúng ta khởi động xong thì chúng ta sẽ phải chọn nhạc cụ đầu tiên. Tại vì ở trên cây AKEW 5000 này thì được tích hợp là 100 nhạc cụ giả lập. Và trên cây solo thì được bao nhiêu hả Việt? 200 anh. 200, à, gấp đôi cơ ạ. Thì sau khi chúng ta chọn nhạc cụ thì theo như là tất cả mọi người chơi sáo AKEW trước đó ấy, thậm chí là từ bên Trung Quốc đúng không, thì người ta sẽ sử dụng cái âm, mà cái âm đó trên cây 5000 nó là thuộc số 67. Và trên cây solo là số 121. Đúng rồi. Vậy chúng ta muốn chọn cái nhạc cụ đó thì trên cây 5000 này thì các bạn lưu ý là ở ngay phần dưới móc khóa treo chúng ta có một con ốc, thì chúng ta sẽ sử dụng ngón tay cái chạm vào đó. Trong khi chúng ta sử dụng con ốc này thì các bạn lưu ý một điều là gì? Cái chúng ta không được chạm vào bất kỳ cái phím kim loại nào còn lại nào. Chúng ta chỉ chạm được một mình con ốc đó bằng là phím kim loại thôi. Còn lại tất cả các phím kim loại khác chúng ta không nên sử dụng chạm vào nó. Chúng ta có thể chỉ chạm vào những cái phần có bằng vỏ nhựa này thôi. Để tránh cái trường hoặc cầm ở bên trên này này. Chính xác. Để tránh cái trường hợp là khi chúng ta chạm vào đấy là nó sẽ tự reset về cái nhạc cụ đầu tiên là 00. Đấy. Thì mình sẽ sử dụng âm 67. Ở đây mình sử dụng âm 67 thì chúng ta sẽ sử dụng ngón tay cái chạm con ốc, và trên màn hình hiển thị sẽ là số 67. Mặc định khi các bạn khui hộp sáo ra thì nó sẽ là ở 00, và 00 tức là cái số vị trí của cái nhạc cụ ở trong cái tổ hợp 100 nhạc cụ đấy, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ chạm ngón tay cái vào phần con ốc, vẫn giữ nhé, chúng ta vẫn giữ, và sử dụng hai cái phím nhựa bên cạnh này, phím bên trên là tăng lên và phím bên dưới là giảm xuống. Thì chúng ta sử dụng âm 67 trên 5000 đúng không nhỉ? Đúng rồi. Đó, thì chúng ta sẽ tăng lên đến 67. Và chúng ta trả tay ra. Thì lúc này trên cái nhạc cụ 5000 này chúng ta đã có được âm 67. Tại sao mà bên mình lại chọn cái âm 67 đấy? Bởi vì là tất cả những ở bên Trung Quốc hay là anh em ở Việt Nam phải đến 70-80% mọi người là rất là thích sử dụng âm này. Mình thấy là nó cũng là cái âm đặc biệt nhất ở trên cái cây kèn AKEW này. Và bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách để mà chuyển sang cái số nhạc cụ tương ứng với cả âm 67 của AKEW 5000. Thì trên AKEW solo nó sẽ là số 121. Thì để mà chuyển được cái nhạc cụ về số 121 thì chúng ta ở bên trên này nó sẽ có rất là nhiều phím bấm. Thì mình bấm vào cái nút program ở trên cùng bên tay trái. Thì khi mình bấm vào đây thì tất cả cái danh sách nhạc cụ nó sẽ được hiển thị từng cái nhạc cụ một. Thì mình sẽ xoay. Có một cái tiện lợi hơn đối với anh em chơi AKEW solo đấy là nó đã hiển thị được số nhạc cụ và tên nhạc cụ ở trên cái màn hình này luôn. Thì đây chính là cái rất là tiện lợi trong quá trình sử dụng.
Mình thấy cho rằng là nó sẽ tiện hơn rất là nhiều so với cây AKI V5000.